Xin chào các bạn đã đến với kênh của Cương Hải Phòng. Đây Cương Hải Phòng hôm nay đến đây phổ biến cho các anh em đội làm ở bên nhựa tất cả mọi việc anh em đi làm bên đấy là phụ thuộc người ta, nên người của người ta nói chung nói như nào là mình cứ nghe đó. Xong bắt đầu có cái gì nó không nên không phải thì phản ánh với tôi. Tôi xem cái gì đúng cái gì sai tôi xử lý. Cấm, nghiêm cấm các anh em nào tự ý nhé. Cãi nhau hoặc đánh nhau ở xưởng xiếc. Mất hết cả uy tín rồi các kiểu vớ vẩn nó cắt hợp đồng ấy. Bây giờ chỗ đấy nó cũng là thuộc hệ gọi là anh em gọi là cũng có đồng ra đồng vào ngày cũng là 5-7 triệu đấy, không phải đơn giản đâu. Cho nên anh em cứ đến ví dụ đồ đạc không đấy là cái trách nhiệm của khoa nó chỉ dẫn mình. Trong trường hợp nếu mà nó không chỉ dẫn thì mình đợi nó rồi là đợi người của mình đến rồi đấy nhá. Những anh em mới đấy tôi dặn dò như vậy. Còn người ta nói cái việc người ta thuê mình, người ta nói biết câu nặng nhẹ không sao, không vấn đề gì cả, không ảnh hưởng đến, nó không động vào tiền của mình thì được nhá anh em nhá. Rồi có gì cứ liên lạc với tôi, mọi khó khăn cứ alo tôi giải quyết hết anh em nhé. Tất cả mọi việc không nên manh động đó, ok.